Theo thông báo của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, tới đây ngày 20 tháng 12, đơn vị sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ là 30%. Tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng và thời gian thanh toán dự kiến ngày 18 tháng 1 năm 2024. Với tổng cổ phiếu lưu hành hiện gần 380 triệu đơn vị, DGC dự chi gần 1.140 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này. Được biết, DGC có truyền thống chia cổ tức bằng tiền đều đặn. Năm ngoái, mức cổ tức DGC chia là 40% bằng tiền, cao hơn kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 là 30%. Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 3 năm 2023, công ty hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 2.463,54 tỷ đồng, giảm 33,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 802,86 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 44,5% về chỉ còn là 34,1%. Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2023, DGC ghi nhận doanh thu đạt 7.360,23 tỷ đồng, giảm 35,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận là 2.504,7 tỷ đồng, giảm 49,1% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, công ty hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch doanh thu 10.875 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ là 3.000 tỷ đồng, giảm 50,3% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, DGC hoàn thành 83,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm. Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch kinh doanh trong quý 4 năm 2023 với doanh thu là 2.755 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 820 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu doanh thu trong quý 4, Công ty lên kế hoạch doanh thu từ phốt pho và vàng dự kiến là 1.200 tỷ đồng, chiếm 43,6% tổng doanh thu. Doanh thu từ axit phosphoric HPO 85% dự kiến là 450 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng doanh thu. Doanh thu từ axit trickly VKPA 50% dự kiến là 416 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng doanh thu. Và còn lại từ các sản phẩm khác ở một diễn biến khác, trong tháng 4 năm 2023, Hóa chất Đức Giang thông qua kế hoạch mua 100% vốn tại công ty cổ phần Phốt Pho 6, giá mua dự kiến là 635 tỷ đồng và thương vụ thâu tóm hoàn tất ngày 20 tháng 7 năm 2023. Được biết, công ty cổ phần Phốt Pho 6 có địa chỉ tại tỉnh Lào Cai, vốn điều lệ là 363 tỷ đồng, trong đó công ty cổ phần Phốt Pho 6 đang sở hữu một lò Phốt Pho vàng với công suất là 9.800 tấn trên một năm. Về diễn biến cổ phiếu, phiên giao dịch ngày 23 tháng 11, cổ phiếu DGC đang ở mức tham chiếu là 96.200 đồng trên một cổ phiếu.